anh đó là một khán giả rất là lâu rồi của Mỹ Tâm. Anh ấy là người Nhật. Tâm có một lần thì Tâm không biết anh tên gì, nhưng mà là người Nhật nên Tâm biết là Nihonjin, là người Nhật nên Tâm đặt anh tên là người Nhật là tên Nihonjin luôn. Thì trong tất cả những buổi biểu diễn của Tâm thì anh hay tặng hoa cho Tâm lắm, nhưng mà không có idol, Tâm là anh yêu nhau. Cho đến hôm nay thì Tâm nghĩ rằng là chắc chỉ có khán giả ở Hà Nội thôi, nhưng mà không ngờ anh cũng quay ra đây để tặng hoa cho Tâm. Anh Tâm thật sự là xúc động quá đi. Cảm ơn anh rất nhiều. Và có một ca khúc rất là lâu rồi Tâm mới biểu diễn lại. Ca khúc này là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Và cái điều quan trọng hơn là nhờ ca khúc này mà Tâm được đến gần hơn với tất cả khán giả của mình, cũng như là được sự yêu ái của quý vị dành cho Mỹ Tâm trên con đường nghệ thuật. Và Mỹ Tâm xin được gửi đến quý vị bằng tất cả tấm lòng của mình, gửi đến quý vị ca khúc được mang tên Ước Gì. Thank you.
cảm ơn quý vị. Tâm có thể hát nữa được không ạ? Vậy Tâm có thể hát cả 3 bài nữa thôi được không?